Chương trình tiếp tục với một số thông tin đang được dư luận xã hội quan tâm. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ vụ vận chuyển gà giống với số lượng lớn qua biên giới. Cụ thể, lúc 4 giờ 20 phút ngày 25 tháng 9, tổ tuần tra của đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện bắt giữ đối tượng Lạc A Lường, sinh năm 2000, trú tại thôn Phạc Chè, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh về hành vi vận chuyển hơn 6.000 con gà giống không rõ nguồn gốc từ biên giới vào nội địa. Qua điều tra xác minh ban đầu, đối tượng Lạc A Lường khai nhận đã mua số gà giống trên từ Trung Quốc mang về Việt Nam bán kiếm lời. Hiện đơn vị đang điều tra, xác minh, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Sau thời gian trinh sát mật phục, tối qua ngày 25 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, bắt giữ hai phương tiện thủy đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện thủy gắn số đăng ký VR0703-3693 lắp đặt thiết bị bơm hút cát, đang thực hiện hút cát từ lòng sông Hồng, bơm sang khoang chở hàng của phương tiện thủy chở hàng gắn số đăng ký VP1959 đang neo đậu kế bên. Qua làm việc, cả 5 người có mặt trên hai phương tiện đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ ban đầu, tạm giữ hai phương tiện, thiết bị liên quan và khoảng 200 mét khối cát để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định. Sáng nay, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết đã có kết luận vụ việc hàng chục học sinh trường trung học cơ sở Tôn Đức Thắng, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku đau bụng và nôn sau khi uống trà sữa, Cô Ba Sài Gòn. Theo kết luận của cơ quan chức năng, đây không phải là vụ ngộ độc thực phẩm. Căn cứ hồ sơ điều tra xác minh thông tin, kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm, kết quả kiểm nghiệm bệnh phẩm, Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai kết luận đây không phải là vụ ngộ độc thực phẩm. Nguyên nhân các học sinh bị đau bụng, buồn nôn có thể là do say nước trà, một thành phần để chế biến trà sữa.